Quý vị thân mến, trong những ngày đầu năm mới, tiết trời của tỉnh Tây Ninh vẫn rất ủng hộ cho các hoạt động vui chơi dịp Tết với tiết trời se lạnh vào thời điểm sáng sớm và đêm khi nhiệt độ chỉ ở khoảng 23 độ C và duy trì nắng ráo vào ban ngày với mức nhiệt khá cao lên đến 34 độ C. Trời nắng đẹp giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn, nhưng dự báo thời gian nắng có thể kéo dài gần chục tiếng trong ngày với chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV cao sẽ gây ảnh hưởng xấu đến làn da và mắt khi chúng ta lưu thông ngoài đường. Để bảo vệ cho làn da và mắt khi du xuân thì ngoài việc sử dụng kính mát, áo chống nắng và mũ rộng vành hay là ô thì dùng kem chống nắng cũng được ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, thường thì mọi người sẽ sử dụng kem chống nắng chung cho toàn khuôn mặt mà quên mất rằng dùng da mắt và da cổ mỏng hơn lại chứa ít collagen nên dễ bị bắt nắng và lão hóa hơn nếu không được bảo vệ đúng cách. Và ngay sau đây, chuyên gia tư vấn sắc đẹp Phương Thảo sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn bí quyết chống nắng cho dùng da mắt và cổ hiệu quả. Bên cạnh cái da mặt của mình cần chăm sóc rất là kỹ thì cái vùng mắt thì Thảo đã nói rồi, nó rất là nhạy cảm thì mình cũng nên chăm sóc. Còn ngoài cái vùng mắt ra thì còn những bộ phận nào mà trên khuôn mặt của mình cần phải chăm sóc kỹ và nó có dễ nhạy cảm với các loại mỹ phẩm hay không? Trên khuôn mặt mình, ngoài vùng mắt là cái vùng có da nhạy cảm nhất thì ngoài ra thì có cái vùng môi cũng là cái vùng có da rất là nhạy cảm. Nếu chúng ta quên không có chống nắng á, sẽ dẫn đến môi dễ bị sậm màu, hoặc là khi mình thoa son nó sẽ bong tróc, nó xuất hiện những cái vẩy. Vì vậy á, quý vị khán giả và Vân á, ưu tiên sử dụng son dưỡng cho Thảo, nhất là những cái ngày nắng, và ưu tiên những cái loại có chống nắng SPF từ 15 trở lên và có thành phần và vitamin A với E để bổ sung độ ẩm cho môi và chống nắng cho môi không bị thâm trong những ngày nắng. Vùng cổ là cái vùng rất mà dễ bị nhăn trùng chảy xệ khi ánh nắng nó chiếu vào, và đa phần mọi người thường hay bỏ qua vùng cổ tại vì nghĩ nó là cái vùng da body nó khỏe, nó không có cần phải bảo vệ như cái vùng mặt. Nhưng mà thật ra vùng cổ là cái vùng tiếp giáp giữa vùng mặt và vùng cơ thể, mỗi khi nó xuất hiện nếp nhăn thì nó sẽ thể hiện trực tiếp cái tuổi tác của mình. Nên vì vậy á, mọi người nên dùng cho Thảo một cái kem dưỡng hàng ngày, nó có cái thành phần chống nắng độ khoảng từ 30 tới 50 SPF để xức lên vùng cổ hàng ngày để bảo vệ vùng da cổ mình. Những ngày nắng mọi người nên chống nắng kỹ cho Thảo, và không thể quên được là mỗi tối về mình phải tẩy trang sạch sẽ cái chống nắng đó ra để cho da mình có thể thở hô hấp được. Buổi tối về mọi người làm cho Thảo 3 bước. Đầu tiên là tẩy trang để tẩy sạch được những cái chống nắng. Bước tiếp theo là mình rửa mặt sạch để có thể sạch được những mồ hôi bụi bẩn. Và bước thứ ba là mình lau nước hoa hồng để cấp ẩm cho làn da. Ngoài ra thì có thể sử dụng thêm những cái serum cấp ẩm hoặc là những cái serum tái tạo da để phục hồi lại sức sống cho làn da. Thì làn da của mình nguyên một ngày đi nó bị mất nước, nó cũng mệt cho cơ thể. Mình phải dùng vitamin, những loại serum có vitamin để bổ sung lại cho làn da. Các bạn ưu tiên chọn những cái loại mỹ phẩm mà nó có nhãn mác rõ ràng, có những cái thương hiệu được bảo hộ để mà nó đảm bảo cho làn da và nó có những cái thành phần tốt, nó không nhạy cảm, đặc biệt là nó không cồn thì nó sẽ dịu nhẹ cho làn da mình trong những cái ngày nắng nóng. Mong rằng những thông tin vừa rồi của chuyên gia tư vấn sắc đẹp Phương Thảo sẽ giúp cho quý vị khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh có thêm cho mình cách để bảo vệ dùng da mắt và cổ trước những tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Và trước khi kết thúc bản tin thời tiết và sức khỏe ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời tiết cụ thể cho từng vùng. Khu vực huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm nay không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc thổi nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C, độ ẩm 69%. Khu vực huyện Bến Cầu, Gò Dầu và Trảng Bàng, mây thay đổi, ban ngày trời nắng ráo, có gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C, độ ẩm 71%. Khu vực huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng ráo, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến trên 33 độ C, độ ẩm 74%. Khu vực huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C, độ ẩm 67%. Khu vực huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến trên 34 độ C, vào giữa trưa, cảm giác oi nóng.
Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là những thông tin thời tiết và sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vừa rồi cũng giúp cho quý vị khán giả cũng như là các bạn gái có thêm những cái mẹo để cho mình chống nắng cho làn da của mình được tốt hơn, để làn da của mình thêm rạng rỡ trong những ngày đầu xuân mới này. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những ngày đầu năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.